diễn biến mới ồn ào vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh. Từng có một tình yêu xanh mượt, một cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ, chẳng ai biết rằng phía sau bức màn lung linh đó là một cuộc sống bế tắc của Diệp Lâm Anh và chồng, Kiều Giang Nghiêm Đức. Để đi đến quyết định ly hôn đã là khó khăn, song lại chẳng thể yên vì những ồn ào. Diệp Lâm Anh phải mạnh mẽ như thế nào để vượt qua điều này? Mặc dù đã chính thức ly hôn, song vấn đề tranh chấp giữa Diệp Lâm Anh và Thiếu Giang Nghiêm Đức vẫn chưa thể giải quyết. Ở diễn biến mới nhất thì phiên tòa phúc thẩm xét xử kín vụ ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh và Thiếu Giang Nghiêm Đức đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là do lịch trình riêng nên là cựu mẫu không có mặt mà ủy quyền cho Kiều Quyên Ngô Mai Trang là người đại diện. Người đại diện cũng không được vào bên trong mà chỉ ngồi ở bên ngoài. Phiên tòa kết thúc một tiếng sau đó mà không giải quyết được vấn đề. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có một phiên tòa khác diễn ra. Sau phiên tòa thì đại diện phía Diệp Lâm Anh chia sẻ với truyền thông rằng Diệp Lâm Anh muốn giải quyết nhanh để mà tập trung vào công việc và chăm sóc các con. Với Diệp Lâm Anh lúc này, tài sản không thành vấn đề nữa nên là cũng không có nhu cầu thỏa thuận. Sở dĩ nói đến vấn đề tài sản là do hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh liên tục bị tung tin tống tiền nhà chồng. Cụ thể là về thông tin đòi 100 tỷ đồng khi ly hôn, bà mẹ hai con khẳng định mình chưa bao giờ đưa ra con số buông cảm nào để thỏa thuận về việc giao các con cho gia đình chồng. Tôi cũng biết những con số tiền tỷ là rất nhiều, nhưng mà tôi cũng tự tin là công sức, nỗ lực và khả năng của mình không hề ít khi tôi lấy chồng được 3 năm, đẻ hai con liền nhau và chưa một ngày lười biếng hay nói thẳng là có tư tưởng ăn bám và xài tiền của gia đình chồng. Thậm chí tôi đồng ý ở chung với bố mẹ và anh chồng mà không hề có nhà riêng của hai vợ chồng và hai con. Tôi cùng chồng cũ gây dựng sự nghiệp riêng của hai chúng tôi từ cửa hàng đầu tiên và tôi được bạn bè thân quen giúp đỡ rất nhiều để chúng tôi có thể phát triển thương hiệu nổi tiếng hơn nhiều ở thời điểm đó. Tôi sẽ nói thành thật, tôi ghét việc phải ra đi tay trắng, không được mang theo bất cứ thứ gì từ sức lao động của mình, chỉ để được đánh giá một câu, không ham tiền, không tham vọng, trong khi tất cả là những thứ xứng đáng để cho các con có cuộc sống tốt hơn. Trước đó thì Diệp Lâm Anh đã có một bài viết dài trên trang cá nhân với mong muốn là chấm dứt cuộc chiến với chồng cũ qua các nền tảng mạng xã hội. Đây là bài phỏng vấn mà tôi kỳ vọng là sẽ có thể tạm khép lại câu chuyện ồn ào này. Nó có những thứ mọi người muốn đọc, mọi thứ tôi muốn nói và tôi tin là mình đã nói bằng tất cả cảm xúc thật của mình. Kể và ghét, hận và yêu. Nhắn nhủ tới chồng cũ, Diệp Lâm Anh mong muốn Thiếu Giang Nghiêm Đức sẽ nhìn nhận mọi thứ với tâm thế của một người từng là chồng và đang là cha của các con cô. Về tâm trạng của bản thân, Diệp Lâm Anh khẳng định, tôi không ổn. Nếu một người phụ nữ bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại với gia tài, nhiều nhất là ồn ào thị phi, họ cũng không thể ổn. Tôi có thấy mình nóng nảy, thất vọng và cảm xúc thường xuyên nhất của tôi là lo lắng. Luôn muốn nổ tung bất chấp hậu quả có ra sao. Đọc một thông tin sai về mình, nhớ là những câu chuyện mình đã phải trải qua, tất cả những lý do nhỏ đó cũng đã làm cho tôi nổi nóng và lập tức muốn đáp trả ngay. Tôi biết đây là điều tệ hại, nhưng nó lại là điều hợp lý trong hoàn cảnh của tôi. Khi một người phụ nữ bị phản bội, đang mất đi mọi thứ, kể cả quyền nuôi con, công sức và danh dự của mình, tôi tin họ rất khó mà suy nghĩ điều gì tích cực được. Nói về điều mình lo lắng nhất thì bà mẹ hai con bày tỏ đó chính là kết quả phiên tòa. Tôi ghét cảm giác lo lắng không thể kiểm soát được của mình khi mà nhắc tới câu chuyện này. Tôi cũng không biết có người phụ nữ nào đã phải trải qua những điều tương tự chưa, nhưng mà tôi thật sự mong là không. Một người mẹ không biết được liệu mình có quyền ở cạnh nuôi con hay không, luôn thấp thỏm đến từng ngày, tôi nghĩ đó là một cảm giác rất tệ. Khi được hỏi quyền tự hào về cha mẹ của con cái, Diệp Lâm Anh bày tỏ, đó chính là suy nghĩ khiến cho tôi phải cân nhắc rất là lâu. Tôi luôn tự tin mình đã làm đúng mọi thứ. Từ những bằng chứng là sự thật cho tới đứng dậy chiến đấu trước mọi thông tin sai lệch, ngay từ những lúc đầu tiên, có khá là nhiều bạn bè, người quen tư vấn với tôi rằng là hãy nhờ tới những đơn vị này, công ty kia, nhưng mà tôi chỉ cảm ơn họ và nói rằng đây là cuộc chiến của em, cuộc chiến giành danh dự và em nhất định sẽ chiến đấu tới cùng. Nếu có một điều gì đó mà khiến cho tôi phải nghĩ ngợi thì đó là các con. Tôi sẽ nghĩ tới tương lai xa, lúc con tôi lớn lên và đọc được những cuộc tranh cãi của cha mẹ mình, hoặc tệ hơn là những điều không hay về bố. Tôi đã rất cố gắng để bình tĩnh, không để mọi thứ đi quá xa. Những thứ tôi buộc phải công khai chỉ là một phần của những thứ tôi nắm giữ. Tôi nghĩ là dù như thế nào thì một sự thật không thể chối cãi được, con tôi và bên nhà nội cũng là một gia đình. Khi được hỏi cảm nhận về chồng cũ, Thiếu gia Đức Phạm ở thời điểm hiện tại, Diệp Lâm Anh cho biết, tôi nghĩ là tôi đang rất là ghét. Nếu tôi nói thương thì đó mới là một câu chuyện hết sức nực cười. Anh Đức không chỉ nói dối ngay tại phiên tòa phúc thẩm.
Trước những người đại diện cho công ty về khái niệm bạn bè sai lệch của anh, mà trước đó bài viết đầu tiên khi anh post lên Facebook của mình đúng ngày 31 tháng 10 năm 2021, ngày tôi tổ chức sinh nhật cho hai con, anh đã nói dối cộng đồng mạng khi khẳng định rằng chúng tôi đang hoàn tất thủ tục ly hôn trong khi chúng tôi chưa hề nộp lá đơn nào cả. Sau gáo nước lạnh đó của anh, tôi chính là người đã nộp đơn xin ly hôn lên Tòa án Nhân dân quận 1 trước. Tiếp đó, nửa năm sau anh mới nộp đơn vào ngày 27 tháng 5 2022 và Tòa án sơ thẩm đã thụ lý ngay sau 3 ngày nhận đơn của anh. Nhưng sau những câu chuyện tệ hại này, tôi vẫn có thể chắc chắn một điều rằng tôi luôn hy vọng anh Đức sẽ tốt lên. Nói thật lòng, anh Đức là người thông minh và có khả năng. Tôi có nhìn thấy điều đó ở anh và luôn muốn cố gắng. Tiếc là sau khi mà về chung nhà thì anh đã chọn một lối sống không phù hợp để trở thành một gia đình. Tôi thường xuyên phải đi làm mọi thứ một mình, chờ đợi chồng về sau những chuyến đi chơi xa, không thích tôi gọi FaceTime. Tôi đã bao dung và chờ đợi anh thay đổi trong suốt thời gian dài, cho tới lúc mọi chuyện vượt quá giới hạn chịu đựng thì tôi chọn vùi đầu vào công việc thay vì mỗi ngày lau nước mắt một mình. Nhưng mà tôi biết anh ấy hoàn toàn có thể tốt hơn nữa, thành công hơn nữa, và tôi luôn muốn nhìn thấy điều đó trong tương lai. Đến tận thời điểm hiện tại thì tôi vẫn suy nghĩ như thế. Tôi chỉ nghĩ một điều, tôi luôn muốn con mình có quyền tự hào về cha. Anh Đức sẽ làm được điều đó, anh ấy hoàn toàn có thể nếu anh ấy thực sự hiểu bản thân mình là người như thế nào. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của Diệp Lâm Anh?